Bên này hỏi đó, thủ dâm có vi phạm về giới tài dâm không và quả báo có nặng hay không? Dâm phải đủ tất cả điều kiện này, kiện dưới đây ha, phải đủ tất cả điều kiện dưới đây. Thứ nhất là người nữ được bảo vệ vệ ha, ví dụ như có chồng, chồng bảo vệ, cha mẹ bảo vệ ha, pháp luật bảo vệ đấy. Cái nữa đó là phải có ý muốn tà dâm, thực hiện hành vi có tà dâm, có là có sự ra sức á. Và thứ tư là đã tà dâm với người nữ đó. Thì trong cái trường hợp này đó, xin thưa là khi mà quý vị thủ dâm á, thì chúng ta thiếu đối tượng ha, chúng ta thiếu cái đối tượng mà phải đủ tất cả những điều kiện dưới đây thì mới xem như chúng ta phạm giới tà dâm. Còn cái việc mà chúng ta thủ dâm á, là nó thiếu cái đối tượng, nó thiếu cái đối tượng để chúng ta thực hiện hành vi ha. Đó cho nên á, là không có phạm giới, không có phạm giới tà dâm. Nhưng mà quý vị làm ơn, làm ơn, làm phước, làm ơn, làm phước, làm ơn, làm phước, nhớ dùm cái này, đánh dấu sao rất là quan trọng. Không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Quý vị còn nhớ dùm sư là trong cái câu kinh pháp cú đầu tiên ha, trong câu kinh pháp cú đầu tiên đó là gì? Tâm làm chủ các pháp, tâm là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm, khổ não liền theo sau như xe chân vật kéo. Có nghĩa là khi chúng ta làm bất cứ một điều gì đó bằng một cái nội tâm ô nhiễm bởi tham, bởi sân, bởi si, thì chúng ta nói, làm hay suy tư, nó đều sẽ đưa đến kết quả khổ đau. Dù cho vợ chồng làm chuyện đó với nhau, vợ chồng gần gũi với nhau thì cũng xuất phát từ một cái nội tâm bị dục nhiễm. Thì bản thân cái chuyện mà vợ chồng hợp pháp đó ha, bản thân vợ chồng hợp pháp đó nó vẫn tạo ra các nghiệp, đưa đến các cái quả báo khổ đau. Cho nên ấy, Đức Phật nói cái gì? Dục ái sanh sầu khổ, dục ái sanh lo âu. Ai không còn dục ái thì không có sầu khổ, thì không có lo âu. Đó. Và cái nguyên nhân của khổ là cái gì? Ái nha. Tập đế đó, nguyên nhân của khổ nó là tham ái, ái dục, cứ ái nó là khổ. Cho nên cứ hễ mà chúng ta nói, làm hay suy tư bởi cái tâm ô nhiễm bởi tham ái là nó chắc chắn đưa đến quả báo khổ. Còn cái chuyện đó nó nhiều hay nó ít đó, thì nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Ví dụ như cái hậu quả mà nó mang lại, hậu quả mà nó mang lại, ví dụ như chúng ta tà dâm, chúng ta giật vợ giật chồng người khác, thì cái hậu quả mang lại là nó rất là lớn, thì cái quả báo nó cũng sẽ lớn ha. Còn vợ chồng họ chỉ sinh hoạt với người vợ người chồng của họ mà thôi, thì cái quả báo nó không có lớn như vậy, mà nó chỉ gieo, nó gieo cái nhân sanh tử đó. Thì do cái hậu quả nó không có lớn nhiều như là cái chuyện mà tà dâm, cho nên á, cái nghiệp mà nó có đó, thì nó vẫn tạo ra các ác nghiệp. Tuy nhiên cái nghiệp bất thiện đó nó sẽ cho cái quả quả khổ, nhưng mà cái quả đó là chẳng qua cái quả luân hồi, quả tiếp tục sanh tử luân hồi thôi, và nó không có đủ cái ác nghiệp để mà dẫn chúng sanh đi địa ngục.
ha. Nhớ nè, cái quả tà dâm thì dẫn chúng sanh đi địa ngục. Còn giả như mà vợ chồng với nhau á thì cũng tạo các nghiệp bất thiện đó, nhưng mà các nghiệp bất thiện đó nó không đủ mạnh để nó dẫn chúng sanh đi địa ngục, mà nó chỉ đủ mạnh để nó dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi thôi. Và chính vì nó dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi, cho nên cái chuyện mà sanh tử luân hồi đó, sau khi sanh tử luân hồi nó đi lên hay đi xuống, cái nó khổ hay nó vui thì nó sẽ phụ thuộc vào những cái nghiệp khác nữa. Cũng vậy, cái việc tà dâm cũng cái nghiệp, cái việc mà thủ dâm cũng vậy, nó tùy thuộc vào cái đối tượng, cái hậu quả mà nó mang lại đó. Cho nên nó sẽ quyết định là cái nghiệp nó lớn hay nó nhỏ. Và cái việc thủ dâm á, do nó không có đối tượng, nó không có mang lại cái hậu quả đối với một cái đối tượng thứ hai, cho nên cái nghiệp của nó cũng không tới cái mức mà nó nghiêm trọng, nó không tới mức nghiêm trọng. Tuy nhiên có những cái sư nói nó không có nghĩa là khuyến khích, không có nghĩa là khuyến khích. Nó như thế nào để quý vị nắm được cái ý nè. Cái chuyện không nên, thủ dâm á, cái chuyện không nên thủ dâm á, nó cũng tương ứng với cái chuyện là không có nên quan hệ nam nữ dù là được phép. Tại vì nó một cách rốt ráo đó, nó tạo ra các cái nghiệp bất thiện. Cho nên không bao giờ một vị tỳ kheo khuyến khích bất cứ ai có những cái hành động, lời nói, suy tư xuất phát từ tham ái ha. Cho nên là sư không bao giờ sư khuyến khích quý vị thực hiện cái điều đó. Nhưng mà nó cũng không tới mức là sư kêu quý vị là làm ơn đừng có lấy vợ lấy chồng, thì không bao giờ sư nói cái chuyện đó. Nhưng mà sư luôn luôn nhắc nhở quý vị nhớ, ái là nhân sanh khổ, ái là nhân sanh khổ, nhớ vậy được rồi ha.